Tiến sẽ giới thiệu cho anh chị về loại dấu mới của bên em, đó là loại dấu USB rất là nhỏ gọn, sang trọng và cao cấp. Và hàng này là hàng chính hãng của Shiny và nó to cỡ 2 ngón tay của em. Và loại này đặc biệt hơn những loại USB khác là có thể khắc được dấu chữ ký dòng tên, dấu công ty hoặc là những dấu cửa hàng mà anh chị đang sử dụng hiện nay. Với kích thước nhỏ gọn này, anh chị có thể mang đi rất là tiện lợi, nhưng mình có thể bỏ vào cặp, ba lô hoặc là túi xách. Đằng sau nó sẽ có một cái móc, anh chị có thể móc vào túi áo hoặc là túi quần rất là tiện lợi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách đóng loại USB này. Anh chị để ngón cái lên chỗ này và trượt xuống. Và anh chị đóng xuống giấy và đóng đều tay giúp em. Khi anh chị không muốn đóng nữa hoặc là đóng thêm lần thứ hai thì mình phải kéo cái thanh này về lại để cho mực chạm vào cái thanh và bắt đầu đóng tiếp. Vì con dấu này rất nhỏ gọn nên khi đóng nó hơi khó đóng hơn những loại dấu khác. Anh chị cứ đóng đều tay một xíu thì con dấu nó sẽ đẹp. Anh chị đặt hàng thì gửi nội dung qua Zalo giúp em, số điện thoại 0933339833, hoặc anh chị đặt hàng trên website của bên em khacdauquoctien.com. Em xin cảm ơn anh chị đã xem video này, chúc anh chị một ngày nhiều niềm vui.